không có người làm chứng vụ tai nạn, làm sao hoàn thiện thủ tục đòi bồi thường bảo hiểm. Trên các diễn đàn về bảo hiểm, nhiều chủ xe than thở việc tự gây va chạm trong lúc tiến lùi, gây hư hại thân vỏ xe. Thiệt hại nhẹ như xước sơn, móp méo, nặng hơn là vỡ đèn, gãy gương hoặc vỡ hỏng vị trí có gắn cảm biến. Theo anh Hồng Sơn, trú tại Đan Phượng, Hà Nội, một lần anh lái xe về quê, tự quệt vào trụ bê tông trên đường vào cổng làng, gây vết rách dài 70cm ở hông xe. Sự việc xảy ra vào lúc giữa trưa một ngày Chủ nhật, trên đường vắng không có ai làm chứng. Anh Sơn gọi tổng đài bảo hiểm, người trực yêu cầu anh mô tả tường tận sự việc và nói chờ đợi để giám định viên địa bàn liên lạc qua điện thoại. Anh Sơn mất gần 3 giờ chờ đợi mới được giám định viên liên lạc, hướng dẫn anh chụp ảnh và ra công an xin xác nhận vào chiều muộn ngày Chủ nhật. Hơn một ngày và sau hai lượt đi lại, anh Sơn mới được xác nhận sự việc. Trường hợp khác, anh Doãn Văn Huân,